Em cảm ơn anh vì đã nhận lời phỏng vấn của báo em. Không làm mất thời gian của anh, em xin bắt đầu được đặt câu hỏi ạ. Anh có lời khuyên gì cho các bạn trẻ để được trở nên thành công giống như anh ạ? Trẻ trung, năng động, chịu khó, khát khao và đầy tham vọng. Thế hệ trẻ chúng ta ngày nay đều mang trong mình một nỗi băn khoăn lớn: làm thế nào để thành công trong cuộc sống? Thật ra đây là một câu hỏi sai, bởi vì theo tôi, ai cũng có thể thành công được. Cậu tưởng tượng thành công như một món hàng vậy. Cậu không thể nào mà là món hàng được, mà chỉ đơn giản là cậu mua hàng thôi. Và cái điều quan trọng nhất khi cậu mua hàng là gì? Cậu trả giá bao nhiêu? Đây là lần cuối cùng tôi nói với cậu. Dừng lại ngay việc viết bài tọc mạch về họ. Cậu có hiểu rằng các dự án của tập đoàn họ đã làm thay đổi bộ mặt diện mạo thành phố này nhiều như thế nào không? Anh ta chỉ mới 29 tuổi. Làm sao anh ta có thể đạt được những thành công sớm như vậy được? Tổng giám đốc Quang Minh là một doanh nhân tuổi trẻ tài cao hiếm có, là một ngôi sao mới nổi trên thị trường. Nhưng ngoài ra, hãy nhìn vào những gì cậu ấy đóng góp cho xã hội. Các dự án của cậu ấy đã tạo biết bao công ăn việc làm cho người dân, như xây nhà, gây quỹ, quyên góp, xây bệnh viện, xây trường học. Cậu có hiểu không? Quang Minh chính là biểu tượng sức trẻ của thành phố này. Tổ chức nào, công ty nào thì cũng có chuyện nội bộ riêng của họ. Thay vì chăm chăm bới móc chuyện của người ta thì hãy nhìn xa hơn, phải biết hy sinh những cái nhỏ để đạt được những điều lớn lao. Đó là một tương lai tốt đẹp của chính cái xã hội mà cậu và gia đình cậu đang sống. Sếp chỉ bỏ một câu thôi: nếu như quyền lợi của sếp và gia đình sếp nằm trong cái điều nhỏ đó, thì sếp có chấp nhận hy sinh để cho người khác đạt được điều lớn lao hay không? Tôi đã nói như vậy, cậu còn không hiểu à? Nếu cậu tiếp tục thì nộp thẻ nhà báo lại và tự làm đi. Tòa soạn này sẽ không chịu trách nhiệm cho cậu. Vậy đừng nói rằng tôi chưa cảnh cáo cậu á. Tôi đã phải trả giá bằng những bài học xương máu. Dạ. Anh có thể nào chia sẻ cho em được biết những bài học xương máu đó được không ạ? Tôi sẽ kể qua cho cậu 3 bài học quan trọng nhất mà tôi học được trên con đường trở thành tôi của ngày hôm nay. Bài học đầu tiên, thử tưởng tượng trong một đợt tuyển dụng với tất cả hồ sơ gần như ứng viên nào cũng giống nhau, trình độ cũng ngang nhau, làm cách nào để mình được chọn? Phải biết tạo sự khác biệt, phải nổi bật trong đám đông. Bài học thứ hai, ai cũng có cơ hội thăng tiến trên con đường sự nghiệp hết. Quan trọng là có nhận ra cơ hội hay không. Nếu không có một kế hoạch rõ ràng, tầm nhìn xa, sự bản lĩnh, quyết đoán, thì cơ hội sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Và bài học cuối cùng, đừng bao giờ lặp lại sai lầm của người khác. Anh ơi, anh có thể nào chia sẻ cho em biết một cách chi tiết hơn được không ạ? Tại vì thật sự những cái nội dung này nó hơi bị chung chung đấy ạ. Tôi nghĩ những cái lời khuyên vừa rồi là đủ để cho cậu viết bài rồi. Dạ. Em hiểu rồi.
anh yên tâm đi. Cái đoạn vừa rồi thì nó cũng đã đủ hoàn hảo cho một bài viết bình thường. Và còn về phần chi tiết, em mong anh hãy xem như là dạy bảo riêng cho em được không ạ? Tại vì thật sự là em rất muốn học hỏi từ anh. Bằng mọi giá em sẽ phải thành công. Em chỉ cần bằng 1/10 hoặc hay chỉ 1/100 của anh thôi thì cuộc sống em cũng đã thay đổi nhiều lắm rồi ạ. Alo em à? Ừ, anh còn bao nhiêu thời gian nhỉ? Dạ, rất có 25 phút ạ. Ừ, ok, cảm ơn em nhiều. Cậu còn trẻ mà cũng bạo phết đấy chứ. Thật sự thì những người trẻ như em chẳng có gì để mất cả. Em chấp nhận làm tất cả mọi thứ. Cho dù cái việc đó nó có khó khăn, cực khổ hay là lương thấp đến mấy đi nữa, em vẫn chấp nhận được ạ. Thôi được rồi, tôi sẽ kể cho cậu chi tiết hơn. Coi như là một cái ân huệ đi ha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Cậu khiến tôi nhớ lại bản thân mình hồi trước ấy, cậu có biết không? Bài học đầu tiên: làm thế nào để trở nên nổi bật? Nếu được nhận, cậu sẽ mang lợi ích gì cho công ty? Thưa giám đốc, tôi tin rằng bất cứ ai làm việc gì, dù nghe có vẻ hết mình vì người khác, cũng một phần vì bản thân mình. Giám đốc thử nghĩ xem, một người phụ nữ đi làm từ thiện, chính bản thân cô ta cũng cảm thấy có ích khi giúp được người khác. Hay như là một người cha sẵn sàng chấp nhận đi tù thay con, chính bản thân ông ta cũng có một cái niềm vui nho nhỏ rằng là con mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ý cậu là sao? Thưa giám đốc, ý tôi là ai cũng có một phần lợi ích cá nhân trong hành động của mình. Vì thế tôi tin rằng câu hỏi của giám đốc phải là: nếu tôi được nhận thì tôi sẽ mang lại lợi ích gì cho công ty và cho riêng giám đốc? Muốn được người khác chú ý thì cậu phải có gì đó nổi bật. Dạ, em đã hiểu hơn nhiều rồi ạ. Nhưng mà anh đã làm việc gì để giúp cho sếp của mình? Tôi biết đây là phần cậu muốn nghe nhất. Cậu chắc là muốn nghe tiếp chứ? Dạ chắc chứ. Em đã theo thì em sẽ phải theo đến cùng. Người ta có câu là đã ném lao thì phải theo lao đấy ạ. Ok. Nếu cậu muốn nghe tiếp thì chuẩn bị tinh thần nhé. Tôi đã làm gì có lợi cho sếp ấy hả? Câu trả lời là tất cả. Mọi sai trái mà có lợi cho ông ta: kê giá hợp đồng, tạo tài khoản khống, lấy chữ ký khống từ khách hàng, ký khống ủy nhiệm chi, vân vân. Tôi làm hết. Ông ta cần một con tốt thí đủ tin tưởng để làm những việc bẩn tay thay ông ta, để hy sinh những sự việc bị bại lộ. Tôi chính là con tốt đó. Cái mà chúng ta gọi là xã hội thật ra đơn giản là tập hợp của các nhóm hội. Và trong từng nhóm hội luôn tồn tại các phe phái khác nhau. Vì thế không ai có thể một mình làm mọi thứ.
Nếu cậu chọn đúng phe và thể hiện sự trung thành tuyệt đối, con đường của cậu sẽ rộng mở. Lúc đó cộng với tài năng, cậu mới có thể làm mọi thứ. Cảm ơn sếp vì đã nâng đỡ và dạy bảo để bọn em có được như ngày hôm nay. Dạ đúng rồi ạ. Nếu mà không có sự tin tưởng của sếp thì chắc là tụi em sẽ không làm được gì đâu ạ. Chỉ cần các cậu tiếp tục làm những việc mà tôi bảo thì chắc chắn các cậu sẽ có phần. Tới vị trí mới này của cậu, tôi sẽ nắm quyền kiểm soát công ty một cách nhanh chóng hơn. Nào, ngày hôm nay chúng ta uống mừng cậu được thăng chức. Coi như số con á cũng còn hên á, không như sếp của con. Thôi chuyện gì qua cho nó qua đi, con cố gắng nghỉ ngơi nha. Hiện tại nạn nhân đang trong quá trình hồi phục, có vẻ như đây là một tai nạn giao thông do bất cẩn vô cùng đáng tiếc. Cuối cùng thì tao với mày cũng chỉ là những con tốt thí trên cái bàn cờ lợi ích cá nhân của lão. Nhưng mà khốn nạn là lão lại nắm được điểm yếu của mình. Bao nhiêu việc làm xấu xa, chỉ một mình lão là biết. Rồi bây giờ nếu mà mọi chuyện có bại lộ thì tao với mày bị bắt. Còn cái lão già này, lão sẽ bị khiển trách và cùng lắm là kỷ luật về tội quản lý nhân sự. Này, những cái việc làm sắp tới của mình thì liệu cái con cáo già này có nghi ngờ gì không? Bao nhiêu năm qua, tao đã phải đánh đổi rất nhiều thứ chỉ cho một mục đích duy nhất: lấy được niềm tin tuyệt đối của lão. Vị trí mà chúng ta đang có là do lão tin tưởng chúng ta. Vậy mày định sẽ làm như thế nào? Để giảm tối đa sự nghi ngờ, hiện trường phải là một vụ tai nạn giao thông với đường nhánh nhập làn vào đường lớn để trông giống tai nạn do bất cẩn không quan sát. Nơi này phải có camera hoạt động 24/7 để được công khai đó là một vụ tai nạn thực sự. Chúng ta sẽ mua chuộc một tên tài xế xe tải. Phải ước lượng thời gian thật chuẩn để khi xe của sếp nhập làn cũng là lúc xe tải từ đường lớn tông trực diện vào khoang ghế sau. Nhưng mà chắc gì ông ta đã chết trong cái cú tông đó. Đúng thế, lão ta sẽ chết trước rồi. Phải khiến ông ta chết bằng một lực mạnh tương đương với lực tác động khi bị đâm xe. Như vậy các vết bầm sẽ trông giống tai nạn giao thông, rất khó phân biệt. Sau đó chúng ta mang lão lên xe và tao sẽ lái xe đến nơi va chạm với xe tải. Bao nhiêu năm qua, tôi phải chịu đựng ông làm đủ mọi trò bẩn thỉu
Giờ sao hả? Đồ khốn nạn. Thứ nhất, cái cú đá của mày sẽ để lại vết bầm trên người lão và sẽ khiến cho bên pháp y phát hiện ra. Và điều này có thể làm hỏng tất cả mọi thứ. Thứ hai, nếu mà không có lão ấy thì cũng sẽ không có tao với mày. Mày nên thể hiện một cái sự tôn trọng nhất định. Lão ta chết vì cản đường chúng ta, chứ không phải vì cái lý do tầm thường của mày. Đem lại ta lên xe thôi. Đây là thời điểm thích hợp nhất để loại ông ta ra khỏi cuộc chơi. Ừ. Thời điểm này là lúc mà mày vừa mới lên chức, và mọi người sẽ nghĩ mày cần sự giúp đỡ của lão ta. Cái chết của lão sẽ bị nghi ngờ do phe đối lập. Nhưng mà bao nhiêu đó đã đủ chưa? Từ từ. Mày nói là khi dù tai nạn xảy ra mày cũng sẽ ngồi trên xe. Hay là mày... Sẽ không ai nghi ngờ tao nếu người ta thấy tao bị tai nạn. Người bê bết máu, chảy xước khắp cơ thể và một cánh tay bị gãy. Nhưng chắc gì cánh tay mày đã bị gãy trong cái cú tông đó. Mày đùa hả? Ngay sau khi đem lão lên xe, mày sẽ phải đánh gãy tay tao. Cơ hội duy nhất, và là cái giá mà tao sẵn sàng trả. Trong một bàn cờ có rất nhiều quân, có người thích làm vương làm hậu, người thích sự tung hoành ngang dọc của xe, người thì thích sự kiểm soát đe dọa của tượng. Có người lại thích sự uyển chuyển của mã. Nhưng đa phần họ đều không thích quân tốt. Thực sự tốt mới là quân cờ khó kiểm soát nhất. Bởi tốt chính là tuyến phòng thủ đầu tiên. Vị trí của tốt quyết định thế cờ. Muốn tấn công phải đi tốt trước. Muốn hy sinh thế trận phải thí tốt. Trong những thế trận cân não thì tốt mới là quân cờ quyết định trận đấu. Như vậy là ông đã giết sếp của mình. Đó chưa phải là cái kết đâu. Cậu không tò mò với lời khuyên thứ ba đâu. Đừng bao giờ mắc lại sai lầm của người khác. Cậu biết tại sao sếp của tôi chết không? Bởi vì ông ta chủ quan và chậm chạp. Ông ta nắm được điểm yếu của tôi, nên nếu ông ta không chết, tôi chết. Tôi sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm đó của ông ta. Tôi sẽ không bao giờ chủ quan và chậm chạp với những người nắm được điểm yếu của tôi.
chỉ là một thằng phóng viên quèn viết báo giật tít để kiếm vài đồng. Vậy mà lại khiến cho ông kể cho tôi nghe tất cả bí mật, rồi lại giết tôi bịt đầu mối như vậy sao? Tôi là người được tổng biên tập giao nhiệm vụ này. Ông nghĩ cái ngày mà cả tòa soạn đều biết tôi đến đây để lấy tin, rồi bỗng nhiên tôi biến mất, tôi nghĩ là mọi người sẽ nghi ngờ ông đó. Thế nhà báo của cậu đâu? Từ lúc cậu bước chân vào đây đến giờ, tôi chưa một lần thấy thẻ nhà báo của cậu. Bị tịch thu mà vẫn dám hành nghề hả? Cậu không thấy lạ là tại sao chỉ cần vài cuộc gọi điện là cậu có thể ngồi ngay đây phỏng vấn tôi như thế này à? Cậu không hiểu rằng cái việc mà cậu ngồi ngay đây trong tình huống này là bởi vì tôi muốn vậy à? Ông nghĩ ông giết tôi thì mọi người sẽ sợ không hả? Giết tôi thì chỉ khiến cho mọi người càng căm phẫn ông hơn thôi. Ông giết tôi thì ngoài kia còn cả trăm thằng, cả ngàn thằng. Ông dám ông giết nổi hết không? Chết hay không phải chết, ngay cả chết mà tôi còn không sợ. Ông là cái thái gì mà tôi phải sợ? Trong những cái năm tháng mà đầu óc cậu bị che lấp bởi sự hận thù cá nhân, đã bao giờ cậu đặt câu hỏi rằng tại sao tôi phải làm những điều tôi đã làm? Tại vì ông là một thằng tàn nhẫn, bất chấp mọi thủ đoạn để leo lên vị trí này. Tại sao tôi phải cần vị trí này? Quyền lực, địa vị, danh vọng, tiền bạc, ông cũng chỉ như những thằng tham lam hèn hạ khác thôi. Cậu còn nhớ tôi đã nói với cậu rằng cậu khiến tôi nhớ lại con người của tôi hồi trước không? Thật ra tôi với cậu có nhiều điểm giống nhau hơn cậu nghĩ. Mười ba năm trước cũng như cậu, gia đình tôi đã bị cướp đất một cách trắng trợn. Tao cho tụi bay cơ hội rồi tụi bay vẫn cứng đầu. Bây giờ hối hận cho mấy con chó.
Cậu nghĩ rằng những việc cậu đang làm là mang lại cái công bằng cho xã hội ấy hả? Không phải đâu. Những cái gì cậu đang làm thực chất cũng chỉ để lấy lại cái lợi ích đã mất của cậu mà thôi. Vậy cậu thử nghĩ xem cậu khác gì tôi hay là những người xung quanh cậu không? Cũng chỉ đặt lợi ích cá nhân lên trên hết. Và thật ra đây là một chuyện rất là bình thường. Bởi vì cuộc sống này làm gì có sự công bằng. Để tôi hỏi cậu nhé. Cái gì tạo ra sự công bằng? Luật pháp. Cái gì tạo ra luật pháp? Con người. Và thật ra con người chúng ta thì rất tiếc đều là như tôi và cậu. Tức là sao? Tức là có khi cái bản chất của cái việc con người tạo ra sự công bằng thực chất cũng chỉ để mình không bị thua thiệt thôi. Vì thế cái khái niệm công bằng sẽ chỉ luôn luôn là một giấc mơ không có thật. Cuộc sống này chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, chỉ có lợi ích và vô ích. Tôi đã nhận ra đây là cách mà xã hội vận hành, là quy luật của tự nhiên. Và tôi hay là cậu hay là bất cứ ai ngoài kia sẽ không bao giờ có thể thay đổi được điều này. Vậy tại sao ông trở thành kẻ mạnh? Tại sao lại vẫn cứ làm kẻ yếu và chạy theo một cái sự công bằng không có thật? Đây chính là điểm khác nhau giữa tôi và cậu. Thực ra tôi không hề ghét cậu đâu. Tôi cũng không cần cậu phải sợ tôi gì. Cậu khiến tôi nhớ lại con người cũ của tôi. Chỉ có điều là cậu đã đi quá giới hạn cho phép. Vì thế nên nếu cậu sống thì tôi chết. Biết sao được cuộc sống mà. Mong rằng kiếp sau cậu sẽ tốt đẹp hơn. Công bằng là giấc mơ của kẻ yếu. Người tỉnh táo nhất chính là kẻ mạnh nhất.
kẻ mạnh nhất chính là người thành công nhất.